niềm vui của ta sẽ chia sẻ với hai con, buồn đau của hai con cứ để ta gánh. Con gái, hãy bước vào nhà mới của con đi. Chị Pamita, hôm nay chị chính là người mẹ lần đầu tiên tiễn con gái về nhà chồng đúng không? Đến đây nào. Xem thử ai có thể tìm ra chiếc nhẫn này trước. Người nào tìm ra trước sẽ làm chủ trong cuộc sống hôn nhân. Nhất định gia Sodara của em sẽ thắng cho coi. Hoàng hậu điện hạ, em nghĩ Siddhartha sẽ thắng. Cứ để rồi coi. Anh trai ơi, em tới giúp anh nha. Không 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 không, Tiểu Dương Tử ơi, hãy dành cơ hội cho Thái Tử, rồi đây Dương Tử cũng sẽ có một ngày như vậy. Coi kìa, Yasodhara của em đã thắng rồi đó. Là Siddhartha nhường cho Yasodhara đó thôi, đúng không Thái Tử? Nói vậy là đối với Yasodhara, con đã không còn cách gì rồi phải không? Dạ phải. Nỗi ưu tư lo lắng trong cuộc đời của con, đó chính là Yasodhara. Yasodhara, con nói vài câu đi. Hai bên đều hiểu nhau, tuyệt không theo ý riêng, yêu thương nhau chân thành, trọn đời luôn gắn kết. Sẵn dịp hôm nay ta sẽ thử Minh Châu một phen. Xem kìa, có phải ngài đã quá khen rồi không? Ta dám chắc là ngài chưa thấy mặt của nàng ấy thôi. Bằng không thì làm gì có chuyện khảo nghiệm ở đây chứ. Tâu Thái Tử, thiếp là Ambapali, Minh Châu của Vesali, xin vấn an ngài. Hôm nay như ngày hôn lễ của ngài, thiếp xin dâng tặng một điệu múa thay cho lời chúc mừng ngài. Đúng là mỹ nhân. Ở không thể tin được, dung mạo như vậy chẳng khác nào là tiên nữ. Đúng là Ambapali. Thank you.
Hay lắm, thật tuyệt vời. Múa hay lắm. Trước giờ ta chưa từng thấy điệu múa nào đẹp đến như vậy. Đẹp quá. Đẹp quá. Không thể tin nổi, đẹp quá. Đẹp lắm. Xin hãy nhận lấy nàng Ambabali. Vũ điệu của nàng khiến cho cả dương cung này sáng ngời. Chúng ta đều rất thán phục nàng. Xin thứ lỗi vì thiếp không thể giận. Tại sao vậy thưa phu nhân? Thiếp có một thỉnh cầu khá muốn tâu với ngài. Là gì? Thiếp có thể gặp riêng ngài trong chốc lát được hay không? Được, đương nhiên rồi, theo ý của phu nhân. Ta rất vui. Vậy thì hãy chọn thời gian đi nàng Ambabali. Thiếp muốn ngay bây giờ. Ngài không từ chối chứ? Chỉ gặp riêng một mình ngài. Đương nhiên rồi. Nàng Ambabali, ta sẽ thu xếp đi gặp theo ý của phu nhân. Chỉ một mình ta mà thôi, không liên quan tới bất kỳ người nào khác. Nhưng mà xin nàng hãy hiểu cho, bây giờ ta không còn độc thân nữa rồi. Gopa và ta không thể rời khỏi nhau. Ta là Gopa, và Gopa cũng chính là ta. Đây là tình yêu sao? Đúng vậy. Tình yêu ở trên thế gian này được bắt đầu từ những người thương yêu bên cạnh nhau. Nếu phu nhân đã hiểu được tình yêu, xin phu nhân hãy nhận món quà này thay lời cảm tạ. Vũ điệu của phu nhân không ai có thể sánh được hết. Em để ý thấy đêm nay phu nhân có chút u buồn, có chuyện gì vậy? Ta đang rất ghen tị với công chúa Yasodhara. Thái tử Siddhartha yêu cô ấy quá. Phu nhân không cần phải đố kỵ như vậy đâu. Nhan sắc của phu nhân tuyệt đối không thua kém gì công chúa. Có vị quốc vương dương tử nào không sẵn lòng vì phu nhân mà quên cả thân mình đâu? Đó không phải là tình yêu sao? Không đâu, người đã nhầm lẫn rồi. Chỉ có dục vọng. Trong mắt những người đó không hề có tình yêu. Giữa đêm vàng, ánh nhìn của các vị quốc vương kia như rắn cứ quấn riết lấy ta. Còn thái tử Siddhartha, trong mắt Siddhartha ta như không hề tồn tại. Ta cố gắng trổ hết tài nghệ của mình mà thái tử không hề dao động một chút nào hết. Còn ánh mắt của thái tử thì trong sáng như tiên. Nhưng sao nàng phải đau lòng vì điều đó? Ngài, Siddhartha không có con mắt nhìn người, nhưng Bimbisara ta nguyện phục dịch nàng. Ngài đến đây là để khoe khoang thắng lợi đó sao Bimbisara? Không hề. Ta đến để làm chiến lợi phẩm của nàng. Tuy là nàng đã đánh cược thua ta, nhưng kể từ hôm nay, nàng chính là vương hậu ngồi bên cạnh ta trong cung điện Magadha. Xin
Xem ra thì mất bên này lại được bên kia. Hoa của dục vọng sẽ cho quả ái tình Ambabali. Thái tử điện hạ, hôm nay ngài đã phá tan mộng đẹp của em rồi đó. Tá sứ, tất nhiên là vậy rồi. Đến lời mời của Ambabali, một người nổi tiếng như vậy mà ngài cũng từ chối. Có công chúa rồi, ngài càng không muốn cưới em. Đi đu à, ngậm cái miệng của em lại cho ta. Coi kìa, mọi người lui đi, khuya lắm rồi. Phải để thời gian cho đôi tân gia nhân chứ. Nanda, con vẫn chưa ngủ sao? Không, con muốn ở đây chơi với anh trai. Nè, con ngoan đi, nghe lời ta. Huống gì hoàng hậu điện hạ cũng đang chờ con trở về. Đưa em về phòng đi. Đi thôi Nanda. Chúng ta cũng nên vào phòng. Để ta dìu. Những người bạn của nàng đối với nàng đều rất chân tình. Đúng vậy. Cũng giống như Channa đối với chàng. Ta có thể hỏi nàng một câu có được hay không? Thiếp không đồng ý, chàng sẽ không hỏi sao? Đúng không? Làm vợ của ta nàng có vui hay không hả Gopa? Chàng lại nói gì vậy? Thiếp chỉ hận không thể mỗi phút mỗi giây được ở bên cạnh chàng. Ở trong đầu thiếp lúc nào cũng chứa đầy tiếng nói nụ cười của chàng. Trước mắt thiếp chỉ có bóng dáng của chàng mà thôi. Thần dân hết lòng yêu thương ủng hộ chàng. Ai ai cũng quý mến chàng. Còn có điều gì khiến cho thiếp cảm thấy hạnh phúc vui sướng hơn khi được làm vợ của chàng đâu thưa điện hạ? Vậy phu quân, bao cát người đâu? Đừng làm kinh động tới mọi người mà. Nhưng những con bò cạp này, tin này mà lọt ra bên ngoài e rằng sẽ gây nên nội loạn đó. Đã có Channa ở đây, để ta gọi cậu ấy, cậu ấy sẽ xử lý êm đẹp mà thôi. Channa, ai đã làm điều này chứ? Ai lại muốn hại chúng ta? Sáng nay trên vòng qua cũng có một con bọ cạp, thiếp nghĩ rằng chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nhưng chàng nhìn đi, trên giường toàn là bọ cạp.
Đây là âm mưu điện hạ. Chắc chắn trong cung có người đang bất mãn với hôn nhân của chúng ta. Họ không muốn nhìn thấy chúng ta được bên nhau, Siddhartha. Không đâu Goba, trong cung không có ai là thù cả, chỉ có người thân mà thôi. Không biết ngài có gì căn dặn, tôi đi ngờ. Chana, mau đem những con bò cạp này đi. Đừng có giết chúng, Chana, đem thả ở bụi cây ngoài rừng đi. Cẩn thận một chút. Xin công chúa đừng sợ. Thiếp không muốn ở trong cung điện này nữa. Thiếp sẽ không thể ngủ được. Nhưng mà Goba, khuya rồi chúng ta còn biết đi đâu nữa. Nếu như ra ngoài cung, chắc chắn sẽ làm cho người ta nghi ngờ đó. Thần có thể nói vài câu có được không? Nói đi Chana. Thần có một chủ ý như vậy. Ở ngoài cung có một nơi hai vị có thể đi với thần được không? Vậy xin chờ một lát, thần đi chuẩn bị xe. Điện hạ, sao chàng không cho thiếp lớn tiếng? Goba, chuyện nhỏ như vậy không cần phải để cho mọi người lo lắng. Như vậy mà nhỏ sao? Xem chút nữa là chúng ta đã mất mạng rồi. Chẳng phải chúng ta đang bình yên ở đây hay sao? Goba, bản thân của sợ hãi mới chính là đáng sợ đó. Cố gắng thoát ra khỏi sự sợ hãi. Chúng ta cùng đi ra ngoài cung thôi. Thưa dương tử Devadatta, trước khi giặt tiền công của ngươi lên, hãy trả lời câu hỏi của ta đã ca niết. Ta đã dặn ngươi làm những gì hả? Dạ công chúa, đưa công chúa Yasodhara tới. Vậy thì ngươi đã đưa ai đến? Tôi cũng không biết. Thưa dương tử Devadatta, tôi không biết tại sao cô gái ấy lại ngồi vào chỗ của công chúa nữa. Vậy thì ta cũng không biết. Trong túi kia có chứa tiền hay là không? Bẩm ngài, muốn tôi làm gì cũng được thưa dương tử. Nếu nói như vậy, qua hết mùa mưa, ngươi còn muốn cày ruộng hay không hả Kanik? Còn nhớ ngươi đã nói gì với ta không? Vì tiền mà ngươi không tiếc sinh mạng của mình. Phải vậy không hả? Kanik, cầm lấy, muốn tiền thì hãy đưa mạng cho ta. Nhìn đi Kanik, tiền đây, đưa mạng ngươi ra. Cầm lấy tiền rồi chuẩn bị kết thúc đi Kanik. Cầm lấy đi Kanik, cầm tiền rồi chịu chết đi. Bởi vì ngươi đã ca niết mà người yêu ta Yasodhara đã trở thành vợ của Siddhartha. Bởi vì ngươi mà ta đã thất bại hoàn toàn. Devadatta ta rơi vào cảnh này là do ngươi, là tự ngươi chuốc lấy. Yasodhara, thank you.
Wow. Trong từng điệu sáo du dương của nàng đều mang theo niềm hoan hỷ. Theo thiếp thấy thì ngài cũng vậy thôi, bệ hạ. Phải. Thời gian trôi qua quá nhanh. Chuyện ngày xưa mà cứ ngỡ như hôm qua. Trước đây là Siddhartha ngủ say trong tiếng sáo, còn bây giờ thì lại có Nanda ở đây. Giờ thì Siddhartha đã kết hôn rồi. Đúng vậy hoàng hậu, nhưng ta vẫn sợ hôn nhân cũng không giữ được chân thái tử, nó sẽ từ bỏ tất cả để ra đi. Thiếp rất tin vào tình yêu của Yasodhara dành cho Siddhartha. Nói phải lắm. Chỉ cần có Yasodhara bên cạnh thì Siddhartha không thể nào từ bỏ mọi thứ để ra đi được. Cuộc sống hôn nhân sẽ giữ trái tim nó ở lại. Lời tiên tri của tiên nhân Ashita xem như vô hiệu rồi. Thêm một đoạn đường nữa của đời người đã qua đi. Sau khi Siddhartha đổ chiếc dương miệng này lên đầu, thì đó là lúc ta rời dương chỉ rồi. Xem ra con trai chưa buông mà phụ dương muốn buông bỏ rồi đó. Phải rồi. Bây giờ điều thiếp trông mong nhất là gì bệ hạ biết không? Đó là ngày thái tử Siddhartha lên ngôi, sau khi lễ quán đảnh hoàn tất. Theo ta thấy, ngày mai là được. Những vấn đề trước mắt đó là nếu như Siddhartha muốn có được sự tín nhiệm của toàn thể tộc Sakya, thì nó cần phải trả lời những nghi vấn của họ. Cha! Cha! Cậu đưa chúng tôi đi đâu vậy Channa? Đi đến một nơi mà hồi còn nhỏ thái tử thường hay đến nhất. Ở đâu vậy? Công chúa thử đoán xem. Trên núi hả? Không phải. Trong hang sao? Cũng không phải. Vậy thì ở đâu? Là ở bên bờ hồ. Xin người hãy nhận món quà này thưa điện hạ. Chanh á, món quà đặc biệt này của ngươi đã khiến ta quên hết những con bò cạp độc. Tấm lòng này của cậu chúng tôi không thể nào quên được. Bây giờ xin ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai thật sẽ đến. Đang làm gì vậy hả cô ba? Là trách nhiệm của thiếp thôi. Chưa kết hôn chàng là bạn thiếp, nhưng giờ là phu quân của thiếp rồi. Nếu là phu quân thì không thể làm bạn của nàng được sao? Đương nhiên là được, sao lại không chứ? Nhưng vợ chồng chỉ có hiểu nhau mới biết yêu thương nhau mà thôi. Thank you.
Lẽ nào chúng ta không hiểu nhau hay sao? Trước đây là vậy, nhưng có một khoảnh khắc thiếp không hiểu được chàng. Là lúc nào? Chính là lúc chàng nhận lời hẹn hò riêng với Amba Bali đó. Đó chính là cách ta đáp công Amba Bali. Lúc ấy, bởi vì thiếp không hiểu nên đã hiểu lầm chàng. Là do tình yêu của nàng xui khiến thôi Goba. Khi chàng nói với cô ấy, ta và Goba không thể rời nhau, thực sự lúc đó thiếp cảm thấy trong lòng mình vô cùng hổ thẹn. Goba, nàng quên rồi hay sao? Chúng ta còn phải giữ cho nhau đến trọn 7 kiếp mà. Bảy kiếp như trong truyền thuyết, có thật vậy không hả chàng? Đương nhiên rồi, vì chưa gì thánh hiền đều nói như vậy. Vậy sau đó thì sao? Sau đó thế nào hả Goba? Câu chuyện tiếp theo của bảy kiếp sao? Chúng ta không biết được. Nhưng bây giờ thì thiếp biết. Câu chuyện tiếp theo Chana. Xin chào ngài. Ngươi đang chuẩn bị xe ngựa cho ai vậy? Là chuẩn bị xe ngựa cho thái tử thưa ngài. Bởi vì sau hôn lễ này, thái tử và công chúa hai người sẽ cùng đi dạo khắp thành. À, dạo thành à? Như thế thì sự tích anh dũng của thái tử người dân càng ghi nhớ. Tôi thật sự vẫn không hiểu ngài nói gì. Không hiểu? Thái tử đã bắt được ngựa tế, còn chiến thắng cả vua Kosala, không phải sao? Dạ phải. Vậy sao không để ngựa tế cùng kéo xe đi dạo với Kanthaka? Như vậy chẳng phải càng vinh dự, một công đôi chuyện hay sao? Ngài nói rất phải thưa ngài. Nếu vậy tôi sẽ đi dắt ngựa tế đến để cùng kéo xe với ngựa của thái tử. Bắt ngựa tế của Kosala cùng kéo xe với ngựa của tộc Sakya sẽ khơi dậy lòng kiêu ngạo của Basenadi. Basenadi vẫn nghĩ đến đây vì tình giao hảo. Ta xem ngươi sẽ xử lý việc này ra sao, thái tử Siddhartha. Đây là chiếc nhẫn mà ta yêu quý, xin được tặng cho thái tử làm tín vật cho tình bạn của chúng ta. Tình bạn à? Nhưng mà tuổi của ngài lớn hơn ta rất nhiều, vua Magadha. Đúng như vậy, nhưng ta nhận thấy trí huệ của thái tử hơn các vị quốc vương khác trên Bharata này. Làm bạn với thái tử chính là làm bạn với thánh nhân. Mấy năm nay đối với chính sự ta không còn xa lạ, nhưng chiến lược của thái tử khiến ta giật mình thán phục. Nghe tin thái tử đánh bại đội quân hùng mạnh của Basenadi, ta vô cùng kinh ngạc và rất tò mò.
điều mà khiến ta kinh ngạc nhất là thái tử còn muốn ngăn chặn chiến tranh, và thái tử cũng đã làm được điều đó. Thái tử đã thuyết phục quân thù buông bỏ vũ khí, biến thù thành bạn. Quá hay. Những công lao của vua Basenadi cũng rất lớn. Ông ta đã ủng hộ quyết định ngừng chiến của tôi rồi. Đúng là người có tầm nhìn và mưu trí. Nếu không thì còn biết bao nhiêu sinh linh ngã xuống ở trên chiến trường nữa. Nhưng việc hôm qua ta chứng kiến lại càng hiếm có. Đàn Ambabali, một viên minh châu của Vasali, nàng là hóa thân của sắc đẹp, đã tỏ tình hò hẹn, nhưng thái tử lại không hề dao động chút nào. Dù chỉ thoáng chốc cũng không đánh mất thần thái của mình. Ta rất khâm phục. Thái tử tuổi còn rất trẻ mà lại có định lực vững vàng đến như vậy. Giữ lòng của mình an định sẽ không bị bất cứ điều gì khuấy động cả. Khi tình dục đứng trước lòng chân tình, khác gì đám mây muốn che mặt trời, thưa bệ hạ. Chỉ là một thoáng hư ảo mà thôi. Thái tử à, so với Ayata Sattu, ta càng hy vọng thái tử là con trai của ta. Ngài đối với người thật giàu lòng nhân ái. Thái tử à, không nể hà bất cứ điều gì. Một khi thái tử cần, xin hãy nghĩ đến Magadha chúng tôi. Xin chúc phúc cho thái tử. Chúng ta đến đây làm gì thưa mẹ? Con thấy cái cây này chứ? Đó chính là cây Maya. Cây Maya sao? Hoàng hậu Maya chính là chị ruột của ta, tức là dì của con. Chị ấy là người vợ đầu tiên của Đức Vua Suddhodana và là mẹ ruột của Siddhartha. Con tới chào mẹ đi. Chị à, đây là Yasodhara, vợ của thái tử Siddhartha đó chị ạ. Nhưng sao con chưa từng nghe điện hạ nói đến điều này? Vị thái tử không hề biết sự thật này. Từ nhỏ đến lớn nó chỉ biết ta chính là người mẹ duy nhất của nó. Mẹ ơi, sao mẹ lại giấu chuyện này? Đây chính là ý muốn của bệ hạ. Nhưng tại sao phải như vậy? Vì lời tiên tri của tiên Asita. Cho dù ngài cố gắng đến đâu tâu bệ hạ, con trai ngài cuối cùng cũng sẽ làm nhà khổ hạnh. Ông ấy dự đoán thái tử sẽ trở thành một nhà tu hành, nhưng bệ hạ lại muốn thái tử trở thành một bậc quân vương. Chúng ta muốn thái tử tránh xa những chuyện đau thương, nên đã che giấu sự thật với nó, để nó trưởng thành mà không lo nghĩ gì. Vậy sao mày lại nói cho con biết chứ? Vì bây giờ gánh nặng của chúng ta đã đặt nặng lên vai của con rồi, Yasodhara. Lỡ khi chàng biết được sự thật thì sao? Dù là bất cứ điều gì, con cũng phải thận trọng. Bẩm hoàng hậu điện hạ, chuẩn bị cho việc vào thành đã xong rồi ạ.
vua Basenadi đi. Ngài đừng đứng tay không như vậy. Nào, hãy cùng trải qua để chúc phúc cho Thái tử Siddhartha và Yasodhara. Thái tử Siddhartha. Công chúa Yasodhara. Thái tử Siddhartha. Công chúa Yasodhara. Thái tử Siddhartha. Công chúa Yasodhara. Vua Sudana à, có vẻ như sự kỳ vọng của dân chúng Kapilava Thu dành cho Thái tử Siddhartha hơn xa ngài rồi. Đương nhiên là vậy. Kẻ chiến thắng mới đáng được khen ngợi. Đánh thua trận lại còn làm được tốt cho người. Ngài hãy nhìn kìa. Nhìn đi. Hãy xem xe ngựa của Thái tử. Không phải tình bạn của Thái tử và ngài đây không thể nào lay chuyển. Một bên là Kantaka ngựa quý của Thái tử, còn bên kia là ngựa tế của ngài. Công chúa Yasodhara. Thái tử Siddhartha. Công chúa Yasodhara. Thái tử Siddhartha. Công chúa Yasodhara. Thái tử Siddhartha. Ngài có cần gì xin cứ nói, hẹn gặp lại sau. Cáo từ. Công chúa Yasodhara. Thái tử Siddhartha. Công chúa Yasodhara. Thái tử Siddhartha. Ngài thấy chính sách ngoại gia của tộc Sakya chưa? Họ đã đem ngựa tế của chúng ta cột vào xe ngựa của họ. Đây đúng là một điều sỉ nhục quá rõ ràng mà. Bọn họ đang chứng tỏ rằng đã bắt được ngựa tế của chúng ta, và còn chúng ta thì đã bại tướng dưới tay của bọn họ. Không, không phải như vậy. Nhưng mà tôi bệ hạ, đây chính là câu trả lời duy nhất chính tay thần nghe Suddhodana nói với các dương hầu của tộc Sakya trong buổi hôn lễ. Ta mời hắn đến dự hôn lễ là thật, nhưng Pasenadi thì không còn lựa chọn nào khác, nên hắn đành phải những lời mời đến thành Kapilava Thu. Trong mắt các ông chỉ thấy ta đối xử tử tế với ông ta, nhưng lại không chú ý đến sự sỉ nhục ở trong đó. Nếu đã như vậy rồi, xin mời ngài hãy lấy tư cách là một người bạn cùng với chúng tôi đây tung qua chào đón khách. Xin mời ngài. Bọn chúng treo cờ hữu nghị mà lại dám đâm sau lưng ta như vậy à? Tộc Sakya nhất định phải trả giá cho việc này. Ta không thể ở đây thêm một phút một giây nào nữa. Truyền lệnh hội triều.